Ngày hôm nay đó thì bên phía tổng thống Joe Biden cũng như là những cái người phụ tá của ông á đã đưa ra một cái thông báo chính thức về cái tiền thất nghiệp $300 mỗi một tuần của liên bang. Thì hiện nay á, cái chương trình này sẽ chính thức là không có được gia hạn thêm nữa, và cái chương trình này nó sẽ kết thúc vô tháng 9 ngày 6 Tây, là cái tuần lễ đầu tiên của tháng 9. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình lãnh cái chương trình thất nghiệp UI bình thường đó, thì sau cái tháng 9 ngày 6 Tây mình sẽ tiếp tục được lãnh cái chương trình thất nghiệp của tiểu bang, chỉ là mình sẽ mất đi cái số tiền thất nghiệp của liên bang là $300 mỗi một tuần thôi. Nên là cái thông tin này, các bạn, các anh chị, các cô chú, những ai mà hiện nay mình vẫn đang bị thất nghiệp và mình đang hưởng những cái tiền trợ cấp thất nghiệp đó, thì mình cần rất là lưu ý vô cái điều này, tức là sau tháng 9 ngày 6 Tây mình sẽ không có được lãnh cái tiền $300 mỗi một tuần này nữa. Ngoài ra đó là hiện nay bên đảng Dân Chủ và bên đảng Cộng Hòa ở trên Thượng viện, người ta vẫn đang tiếp tục đàm phán về cái phần 2 của cái gói hỗ trợ lần thứ tư, tức là gói mà dân sinh xã hội trị giá 3.5 ngàn tỷ. Thì ngoài cái việc mà bên đảng Dân Chủ người ta muốn tiếp tục gia hạn cái chương trình Child Tax Credit, tức là nhận cái số tiền mà 3.000 hoặc là 3.600 cho trẻ em dưới 17 tuổi thêm 4 năm nữa, thì bên đảng Dân Chủ người ta còn muốn đưa vô thêm một cái chương trình nữa, nó gọi là chương trình Baby Bonds. Thì những trẻ em á, sẽ được nhận cái số tiền là 2.000 đồng mỗi một năm cho tới năm 18 tuổi, tức là khi cái em bé này được sanh ra là sẽ được cho 1.000, sau đó cứ mỗi một năm á, thì sẽ được 2.000 vô một cái tài khoản saving account đứng tên của cái đứa bé này. Và tới 18 tuổi thì đứa bé này nó sẽ được toàn quyền nó sử dụng cái số tiền ở trong cái account này. Nó có thể dùng cái số tiền này để nó mua một cái xe mới, nó có thể dùng cái số tiền này để mà nó trang trải cho những cái chi phí học tập sau này, và cũng như là nó có thể dùng những cái số tiền này để mà nó bắt đầu start up những cái company, tức là nó mở những cái company theo như cái ước nguyện của nó. Đây là một cái chương trình đó mà bên đảng Dân Chủ người ta đưa ra để mà người ta khuyến khích tất cả những trẻ em, tức là sẽ khi mà đủ 18 tuổi bước chân vào đời đó, thì sẽ có một cái khoản saving để mà có thể làm tất cả những cái mà mình muốn. Tại vì hiện nay có rất là nhiều những cái em rất là nhỏ, rất là trẻ nhưng mà rất là giỏi, khi mà 17-18 tuổi thì đã có những cái ý tưởng để mà mở những cái company, nhưng mà không có đủ cái vốn, không có đủ cái số tiền. Không phải gia đình nào đó người ta cũng có tiền cho đầu tư cho con người ta mở những cái công ty với lại những cái ý tưởng của những em này. Nên đây là một trong số những cái mà bên đảng Dân Chủ người ta muốn đưa vô trong cái gói hỗ trợ lần thứ tư. Và đương nhiên á, là không phải ai, không phải gia đình nào cũng được cái số tiền 2.000 đồng mỗi một năm cho trẻ em này. Nó còn phụ thuộc vô income nữa. Nếu như mà income của mình mà quá cao thì mình sẽ không đủ điều kiện để mà mình nhận cái chương trình này nữa. Và khi mà coi tới đây rồi đó thì nhớ nhấn cho em một cái nút chuông, một cái nút like, share, subscribe kênh channel cho An nha, để mỗi khi An up những cái video mới nhất về thuế, bảo hiểm sức khỏe, đầu tư, mua bán stock đó, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Cái thông tin tiếp theo nữa mà em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn, các anh chị, các cô chú đó là về tình hình ở bên phía Afghanistan. Thì hiện nay á, còn khoảng 50.000 người dân của Mỹ vẫn còn đang bị kẹt ở bên Afghanistan. Và chính quyền của Tổng thống Joe Biden thì đưa ra một cái thông báo rằng á, là bên chính phủ Mỹ sẽ cố gắng giải cứu hết tất cả những người nào mà mang quốc tịch Mỹ ra khỏi Afghanistan. Mặc dù hiện nay á, bên Taliban người ta đưa ra cái deadline cho quân đội Mỹ phải rời khỏi Afghanistan là vô tháng 8 ngày 31 Tây. Nhưng mà bên Tổng thống Joe Biden thì có chia sẻ hôm nay á, là ông cũng như là những cái người phụ tá của ông sẽ cố gắng để mà giải cứu hết ít nhất là tất cả những cái người mà mang quốc tịch Mỹ ra khỏi Afghanistan. Mặc dù cái việc này nó có thể giống như là nó có thể qua cái thời hạn mà bên Taliban đưa ra, nhưng mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ làm hết sức mình để mà
giống như là cứu những cái người dân của Mỹ ra khỏi bên Afghanistan. Thì khi mà mình đi làm á, trên từng cái paycheck của mình là mình phải đóng nó gọi là federal income tax. Và khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú đi khai thuế cuối năm, có nghĩa là mình báo cáo cái thu nhập cho sở thuế biết. Và nếu như mà trong năm á, mình đã đóng thuế đủ rồi thì mình không có cần phải đóng thuế nữa. Nếu như mà mình chưa đóng thuế đủ thì mình cần phải trả cái nợ thuế lại cho bên sở thuế. Và sở thuế ngày hôm nay người ta vừa mới đưa ra một cái thông tin đó là trong năm 2020 đó, 61% dân số của Mỹ người ta không có đóng cái tiền federal income tax. Cái lý do đó là 61% những cái người Mỹ này người ta đi làm và người ta không có đủ tiền để mà người ta trả lại cái income tax này. Trong khi đó đó, cái con số này của năm 2019 nó chỉ rơi vô là 41% thôi, trong khi đó là năm 2020 khi mà có cái dịch bệnh xảy ra đó thì cái con số này nó đã tăng lên 61%. Và các bạn, các anh chị, các cô chú, khi mà mình ở Mỹ mình cũng biết được á, là nếu như mà các bạn nợ thuế là một cái mà các bạn không bao giờ các bạn tránh được, các bạn khai thuế các bạn không đủ tiền để mà các bạn đóng thuế lại á, thì mình cần phải làm nó gọi là cái installment payment, tức là mỗi tháng tùy thuộc vô cái income của mình mà mình phải trả bớt cho sở thuế. Nếu mà mình không làm cái installment payment plan này á thì mình sẽ bị charge cái tiền nó gọi là penalty nè, xong rồi tiền interest nè, cộng với lại cái tiền mà mình phải đóng thuế lại. Và nếu như mà mình lơ nó đi, mình không làm gì hết á, thì sở thuế người ta có quyền đi vô nhà bang của mình để mà người ta lấy cái tiền thuế lại. Hoặc là trên từng cái paycheck mà mình đi làm, người ta cũng có thể liên lạc với lại cái chỗ làm của mình để mà lấy cái tiền mà các bạn nợ thuế ra trước khi mà người ta trả vô trong cái nhà bang của các bạn, các anh chị, các cô chú. Nên rất là quan trọng, nếu như mà mình bị nợ thuế lại mà mình không đủ điều kiện để mà mình trả đó, thì mình cần phải nói chuyện, gọi lên nói chuyện với lại những cái người bên sở thuế, xin người ta giảm bớt cái tiền thuế, hoặc là xin người ta là mình trả góp từ từ vô. Chứ các bạn đừng có giống như là lơ cái tiền nợ thuế đi, sẽ không bao giờ mà các bạn lơ đi được. Mà em muốn chia sẻ với lại các bạn, các anh chị, các cô chú, đó là về cho những anh chị, những cô chú nào mà mình xài những cái thẻ credit card, thì khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mua sắm hay là mình đi ăn nhà hàng đó, mình sử dụng những cái thẻ credit card để mà mình trả tiền, thì những cái credit card network, ví dụ như là Visa nè, Master, thì là người ta sẽ được hưởng những cái lợi ích từ cái thẻ mà mình xài. Cái lý do đó là cái nhà hàng, cái trung tâm thương mại, cái cơ sở thương mại, khi mà người ta chấp nhận cho mình xài thẻ credit card hay là master card đó, thì người ta phải trả một cái lệ phí cho những cái công ty mà làm chủ của những cái thẻ credit card này, ví dụ như là Visa hoặc là Mastercard đó. Thì ở thời điểm hiện nay á, hồi trước á, thì có rất là ít những cái nhà hàng, những cái cơ sở thương mại người ta bắt những cái người khách hàng, người ta track những cái người khách hàng khi mà người ta sử dụng những cái thẻ credit card. Nhưng mà càng ngày á, đặc biệt đó là sau khi mà cái dịch bệnh COVID-19 diễn ra nè, rất là nhiều nhà hàng, rất là nhiều cơ sở thương mại người ta gặp khó khăn về cái tình hình tài chính, nên là người ta mới đẩy cái lệ phí này qua cho những cái người khách hàng là những cái người sử dụng những cái thẻ credit card. Nên đó là cái lý do mà ở hiện nay, nếu mà các bạn nào á mà các bạn đi mua sắm mà các bạn đi nhà hàng, các bạn để ý á, thì sẽ có rất là nhiều nơi người ta charge mình cái tiền vì mình sử dụng những cái thẻ credit card. Tại vì bên phía những cái cơ sở thương mại thì người ta kêu là càng ngày á càng có nhiều những cái người người ta sử dụng những cái thẻ credit card để mà được point nè, hay là được những cái mileage khi mà đi travel, nên nó là người ta bắt những cái người khách hàng phải là người chịu những cái lệ phí, những cái expense khi mà mình sử dụng những cái thẻ credit card. Nên là thời gian sắp tới khi mà các bạn đi mua sắm, nhớ lưu ý khi mà mình coi những cái thẻ credit card của mình đó, thì mình sẽ thấy là có nhiều nơi người ta sẽ charge mình cái tiền credit card fee đó, thì mình đừng có không có phải bị quá bất ngờ. Đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà thấy thích á, cho em một like, share, subscribe kênh channel của em nha. Và đừng quên là dùng hai cái link của Webull, Robinhood, M1 Finance ở dưới để mà mở account, để mà trade stock với lại những nơi này nha. Bye bye bye.